Nè nha các bạn. Gì á? Bạch tuộc chiên các bạn. Đó. Quá đã các bạn ơi. Bạch tuộc chiên. Ê, dĩa xào nha các bạn. Rồi. Quá đã. Đó, để hở ra chút xíu để hai chén nước chấm vô. Rồi hai chén nước chấm nha các bạn. Đấy. Chào các bạn nha các bạn. Hôm nay mình đi ra chợ, mình bắt được mấy bạch tuộc về mình chiên giòn chứ là mình xào nha các bạn. Xào xong rồi mình mời các bạn ăn cùng bên em mình. Hôm nay mình để các bạn làm món bạch tuộc xào dưa leo nha các bạn. Bạch tuộc xào dưa leo. Còn món thứ hai là bạch tuộc chiên giòn. Mời các bạn ăn nha. Đây các bạn, mình mới ra chợ mình bắt được 3 bạch tuộc nha các bạn. Đây, 3 con đây. 1 con nè. 2 con nè. Thêm con nữa là 3 con nha các bạn. Đó. 2 con này mình sẽ chiên nha các bạn. Còn 1 con thì mình sẽ xào. 2 con chiên, 1 con xào nha các bạn. Đó, bắt đầu xem mình sẽ cắt ra gọi hết, mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Đó, mình sẽ quay là mình mua được 3 con bạch tuộc. Bắt được 3 con bạch tuộc ngoài chợ về cho các bạn coi đó. Rồi mình làm xong rồi mình sẽ cho các bạn xem nha. Rồi làm xong rồi mình sẽ mời các bạn ăn cùng anh em nhà mình nha các bạn. Đó, mình rửa sạch sẽ hết rồi nha các bạn. Đây các bạn, mình chuẩn bị rồi hết đây. Đây là dĩa xào, đồ xào gồm có cà chua, dưa leo, đầu hành, khóm, thơm đó các bạn. Đây cái dĩa này là mình sẽ xào, còn cái dĩa này là mình sẽ chiên nha các bạn. Mình sẽ chiên với bột chiên giòn đó các bạn. Đó. Đây. Bột chiên giòn đây các bạn. À. Xong. Rồi bắt đầu mình sẽ tiến hành mình làm nha các bạn. Mình sẽ chiên trước. Bắt đầu mình sẽ muối, mình sẽ ốp mấy cái thứ này rồi xong rồi là mình ốp các loại hai cái loại này rồi mình sẽ bắt đầu tiến hành chiên trước nha các bạn. Chào các bạn, bắt đầu mình sẽ ốp nha các bạn. Cho miếng gỗ vô ngay trong chỗ kế mà để mình xào đó các bạn. Đây, cho bột ngọt vào nha các bạn. Bên đây mình cũng cho bột ngọt vào luôn các bạn, cái chiên nè. Cho bột ngọt vào. Đó. Đây. Mình sẽ cho một cái nước mắm vô nha các bạn. Nước mắm thì nó mới thơm các bạn. Anh đây cũng được cho một ít mắm vô. Mình cho một cái cục nguyên vô các bạn. Đó. Đây nha các bạn,
mình chiên được cặn mẻ rồi các bạn. Nó dằn dữ lắm các bạn ơi. Nó chạch chạch chạch. Đó, mình chiên được mẻ rồi, bây giờ mình sẽ gấp ra nha các bạn. Đây cho nên mình có nghiêng nghiêng cái dầu rửa nó nhỏ lại cho các bạn. Đó. Rồi mình sẽ gấp ra nha các bạn. Dần bà cố luôn các bạn. Dần gớm dần nha các bạn. Cái dân chỗ nào là gác chỗ đó nha các bạn. Cái này là các bạn mà chấm với cái gì nè, tương ớt giòn giòn hết sảy không mà thảy nha các bạn. Đó, đây mình chiên được một mẻ rồi nha các bạn. Để mình chiên xong hết rồi mình sẽ đem cho các bạn coi nó dằn quân lắm dằn các bạn à. Đây là mình sẽ chiên cái mẻ thứ hai nha các bạn. Đó, dầu sôi một nè, mẻ đầu mình đang ra rồi nha các bạn. Bắt đầu là mẻ thứ hai nè các bạn. Đó. Rồi xong hết rồi mình sẽ xào nha các bạn. Đó, món xào của mình nè các bạn. Đó, mình còn chất cỡ hai mẻ nữa là xong rồi các bạn. Đây các bạn, mẻ thứ hai xong rồi nha các bạn. Đó. Xong rồi nha các bạn ơi. Giòn giòn này bạn mình thích lắm. Mẹ thứ hai thấy cái dĩa nó đầy đầy lên các bạn nha. Mẹ thứ hai các bạn thấy cái dĩa nó đầy đầy lên hả các bạn. Wow, ngon không các bạn? Đây nha các bạn, món mình làm xong món chiên rồi nha các bạn. Đó, món chiên mình làm rồi. Bây giờ chỉ còn món xào nữa thôi nha các bạn. Món xào thì để tối về anh em mình về với chứ chuẩn bị ăn cơm đó, mình xào phát một là xong. Coi như là đây nè, mình nãy rồi nè các bạn. Đó, mình đã làm rồi hết rồi nha các bạn. Chỉ cần là để cái gì gốc hành vô nè, thơm leo vô nữa là xong nha các bạn. Còn món chiên là mình phải làm trước nè. Đây, món chiên mình làm rồi nè các bạn. Phải làm trước. Chứ bây giờ mà mình đợi tới lúc đó nữa chiên nữa đâu có kịp. Chiên trọng lắm nha các bạn. Đó, bây giờ món này là mình làm rồi nè. Mình sẽ mời các bạn ăn cùng anh em mình nha các bạn. Bạn thấy ngon các bạn. Này mình sẽ chấm với tương ớt nha các bạn. Với nước chấm hải sản nha các bạn. Rồi. Đây, các bạn thấy tuyệt vời không các bạn? Quá tuyệt vời. Rồi. Bắt đầu mình xào mực nha các bạn. Đây, khóm vô nha các bạn. Bắt đầu cho vô leo vô các bạn ơi. Đó, để vô leo vô nha các bạn. Xào vô leo. Nhà thì nó mau chín cho nên cái hành thì nó mau chín. Nên để sao các bạn còn thơm với leo thì cho vô trước nha các bạn. Xong rồi nha các bạn.
trước khi chợ vô leo súng là mình lấy cái dĩa trước nha các bạn. Cái dĩa thần thánh to đùng nha các bạn. Đây. Coi kìa. Đây các bạn, chỉnh cho leo rồi, cho cà chứ, hành vô luôn nha các bạn. Đó. Hành vô là cho nó đẹp luôn các bạn ơi. Quá xa đẹp. Đây, các bạn xem nè các bạn, đẹp không các bạn? Quá đẹp luôn. Đó, có đỏ đỏ xanh xanh. Đó, quá tuyệt vời các bạn. Đỏ đỏ xanh xanh. Đó. Bắt đầu là mình cho nó chín rồi mình đổ ra dĩa mình dọn nha, mời các bạn nha các bạn. Đó. Các bạn, còn đây là dĩa chiên nha các bạn, nó xào chiên nè các bạn. Đây các bạn, hai dĩa xong rồi nè các bạn. Đây, cái chén này là cái chén chấm nè các bạn. Mình làm thêm một cái chén tương ớt nữa, ai muốn chấm tương ớt chấm, ai muốn chấm cái đó chấm nha các bạn. Tương ớt kêu bằng ớt xanh đó các bạn. Các bạn thêm một ít đường, một ít bột ngọt vô, các bạn nặn chanh vô nữa làm nó thơm cái mùi chanh. Còn các bạn mà có trái hạnh á, các bạn nặn trái hạnh vô thơm ác hơn nữa các bạn. Đó. Chào các bạn nha các bạn. Rồi mời các bạn có mặt các bạn ơi. Quá đã các bạn ơi. Ui. Thế đủ gấp mình. Ai chơi chơi ấy mày? Chơi chơi bắp mày. Vậy. Quá đã các bạn nha. Mực bắt tột sầu với leo nha các bạn. Ăn mình. Nhấp cái đó, ừ. Chấm. Chấm tương ớt mình. Mình chấm tương ớt hả? Ồ, giòn khấu ha. Quá đã các bạn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Bữa nay nó muốn mưa quá trời mà nó không mưa ta. Mưa là ngon lành luôn á. Mưa là chạy kiếm sống.
Trời ơi, cuộc sống mà mấy ông nội ơi, nói sao mà ấy được. Mỗi một người có mỗi công việc riêng biệt. Cứ là không có bản lĩnh mà cứ mơ giống người ta, sao mà mơ được. Thấy ông xe đỏ không? Ông xe đỏ bây giờ đỏ xuống phải còn ngãy đó, nhưng mà ông đâu có đi ra ông chạy xe được đâu. Thì có nghĩa là khác nhau. Cứ đòi giống người khác sao đòi giống được. Mình là mình thôi. Giống ai chứ. Bây giờ ông có xe đó nhưng ông khổ khổ chứ ông có đâu ra chạy được. Với phần mấy năm nay nuôi tôm cũng có được đâu, nuôi tôm bán đoạn khó khăn chết bà luôn chứ. Ăn đi. Quá đã. Con cá là tại nó được. Cái này. Bao luôn ha. Ăn bên đây. Mời các bạn miếng mực chiên các bạn, tổ chiên các bạn. Quá đã rồi. Được rồi. Nhấm tương. Cầm chú sắp về nhé. Chào tạm biệt các bạn nha các bạn.